Ok, hai các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ra Lòng Thích Nghe. Rồi. Cái câu hỏi của bạn nào hỏi? Bạn chim tê BTS. Cái gì? Chim tê BTS. Chim tê. Có lộn không vậy? Tại sao nickname lại đặt cái tên nhạy cảm như vậy? Chim tê BTS là con sao? Chim nó tên tê, thế con thôi. Chim nó tên tê, còn BTS hình như nghe giống giống nhạc Hàn Quốc đúng không? Ừ đúng rồi đó. Nhóm nhạc Hàn Quốc mà có thằng tên là chim tê hả ta? Ngồi ta, ai không biết thằng này. Rồi, đi lại vấn đề bạn nó hỏi gì? Anh có cách nào giảm vai thô cho nữ không à? Em vai thô nhưng mà không có mỡ, ý là người có khung vai tao không giảm được á. Rồi, đầu tiên nè, đó, những cái vai tôi nè, so với vai của Juni nè, thấy chưa? Kế bên nè, một trời một vực luôn nè, đó. Cái bắp vai này á, tôi có thể cầm 60kg, tôi đẩy lên, đẩy xuống gì nó rất là nhẹ nhàng hả, nhìn tôi so với Juni này nhỏ xíu nè, tôi tới 76-77kg lận, còn Juni có 47kg à, trên nhau tới 30kg, rất là nhiều. Em cũng có chuột chứ bộ. Rồi bạn này chỉ cần cầm cái cục này đẩy thôi, anh thách em cầm cục 3kg em đẩy được 30 cái, thử ra vô đẩy, đẩy đồng nha, đẩy đồng nha, vô vô 1, 2, 3. Vô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, hỏi đi. Thấy chưa? Nghĩa là nữ các bạn, cái khối cơ xương của các bạn nó không có giống như nam. Như nam tôi là xương tôi to và tôi tập được mức tạ rất là lớn nên bắp vai tôi nó bự gì. Còn Juni nhà tôi á, cái vai nhỏ, thon gọn mà nó không có bị thô gì, là một quá là bởi vì gần như rất là ít khi tập mấy cái bạn này. Hai là kể cả cái khi tập á thì cũng tập được mức tạ nhẹ, không tập lên nổi mức tạ nặng. Rồi, như vậy thì giải pháp cho mấy bạn vai thô là hãy tập thể lực cardio nhiều hơn với những bài nhảy jumping jack, lap jack, plank lên xuống, plank vỗ vai, chống tay nhảy, rút gối, và nâng tạ đơn cũng được, các bạn nâng nhẹ thôi. Nhưng quan trọng cái vấn đề đó là bạn mập quá thì vai của bạn nhìn nó sẽ rất là bự, điều đó là điều chắc chắn rồi. Rồi, thế nào là mập? Ví dụ 1m55 nhiêu ký vừa? 40kg. Hơi nhỏ quá, điều này bất khả thi quá, bất khả 40 thi. 40 đến 42. Em bao nhiêu ký? Em 47 kg. Đó, vai thon gọn gì, 1m63, vai có 47 kg, vai mới thon gọn gì, các bạn tự tính đi. Không thiệt, đôi khi bạn khi mà bạn quá mập, không phải do cái xương của bạn to đâu. Cỡ như sức tôi nè, mà đi đo xương ra tôi 76 kg, xương tôi có 11 kg à. Xương của con người nó không có to nhiều, mà xương của nữ phần lớn mọi người sẽ xem như nhau. Trong trường hợp á, xương bạn nó có to ra nữa thì quan trọng là cái lượng mỡ bao xung quanh nó. Ví dụ như mà nhéo cái vai gì này mà ra một cái lớp mà nó dày cui luôn đó, hoặc là bóp cái gì cầm bóp bóp được này nhưng nguyên khối gì thì nghĩa là cái khối mỡ của bạn nó nhiều. Còn khối cơ của bạn á, nó nhiều hả? Không có đâu. Vai nè, nhìn cơ vai là cơ gì nè, đó có thể gồng được và cái sức đẩy nó rất là lớn. Khi nào á bạn cầm cục tạ số 1kg hay 30kg nó tàn lên xương không? Khi nào bạn cầm cục tạ 30kg mỗi bên tay và bạn đẩy một cách nhẹ nhàng lên á, thì khi đó bạn mới có một cái vờ vai bự. Điều đó rất là khó đối với nữ, nên hãy siêng tập thể dục đi. Bạn việc bạn ngồi nhiều văn phòng nó bắt đầu nó tích mỡ vô khắp các cơ thể của bạn luôn, mỡ nhiều nhiều lắm. Bạn chỉ có thể cách giải quyết đó là hãy tập thể lực cardio rất nhiều lên, những cái bài tập tạ nâng vai, đẩy vai nè, đẩy vô giữa nè, nâng ngang nè, nâng phía trước nè, đó đơn giản nó sẽ kích thích và giảm mỡ cái vai của bạn. Nhưng chỉ cần bạn tập vừa đủ nhẹ nhưng mà số lượng nhiều nha, cái điều đó là phải khó đó, không dễ đâu. Cỡ cục ký rưỡi là bạn nâng ngang vai lên gì, bạn nâng thành 15 cái, bạn nhân 5 hiệp cho tôi, bạn mỏi á thở luôn á. Không có đùa đâu. Tới hiệp 2 là mở rồi. Cái bí quyết mà cái vai thon gọn của Juni đó là Juni giảm ăn cái phần tinh bột xuống, ăn nhiều rau, trái cây, ăn nhiều sữa chua và tập thể lực cardio rất là nhiều và thường xuyên mới có vai thon gọn được. Còn bí quyết vai bự như tôi ăn rất nhiều thịt cá, rất nhiều thịt, rất nhiều cá và tôi tập rất nặng. Khối lượng nó rất là lớn. Rồi, đấy, rồi vậy nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo.